Quý vị xem đài thân mến, quý vị có muốn xem mình Việt Hương hồi nhỏ không? À, muốn. Nếu có thì cho xem đi chị. Hình lúc thôi nôi đó, muốn coi không? Cho em coi với. Em coi với. Đây, chị sẽ show lên, chị sẽ để lên cho tất cả mọi người thấy. Và không được chê xấu nha, tại vì xấu tàn nhẫn. Xấu tàn nhẫn, xấu dữ lắm mà quan trọng. Cái mỏ, cái ngày đó ngày thôi nôi mà làm như ai giành chụp với chị. Mà chụp cái hình lên cái mỏ gì hệt, thôi nôi tôi làm dữ vậy mấy má. Gì hệt luôn. Đây, trời ơi, tôi cho coi cái hình nha. Ôi chị ơi, trời ơi, là con trai. Chị, cái mỏ y chang. Chị đã thể hiện được cái chất của mình ngay từ nhỏ. Đây là hình thôi nôi Việt Hương. Lúc này Việt Hương đang không ngồi vững mà còn được một cái bàn tay nắm ở đằng sau để ngồi. Mà cái mỏ của em đây, thôi nôi, mà mọi người làm gì dữ vậy mấy má. Trời ơi, chị diễn lại cái nét y chang luôn á. Y như là hồi nhỏ luôn á. Nghĩ lúc 1 tuổi cái đầu luôn suy nghĩ vậy đó. Mà tại sao người ta không lo cho mình, không quan tâm đó. Yeah. Sáng lớn lên bây giờ chị mới biết được, chị mới dịch thuật lại. Oh, dạ, nếu như chương trình cho phép xấu sao tôi sẽ ấn hình ông xã tôi luôn. Y chang luôn, cũng 1 tuổi luôn. Hai đứa ghép lại nhau gửi cho mấy bạn thấy. Lạ lắm. Để gọi là tướng phu thê đúng không chị? Không có tướng phu thê. À vậy hả? Cái hình mà nhỏ, hiền lành lắm. Có lõa thể luôn. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.